Bạn ta xin vào. Thì cho vô đi. Răng lại là Mỹ. Hai người quen nhau à? Không những quen mà còn là thâm thù đại hận. Đẹp nhất là Mỹ đừng dây dưa về nó. Sao vậy? Chuyện này để khi khác heo kể chứ. Có vẻ như yêu mày không thích tao. Thôi thì tao ra đây. Biết thế là tốt. Ủa mà răng mới quen được bà nữa. Thì người yêu cũ của bạn tao. Đúng là trái đất tròn thật. Sao đấy? Người yêu cũ từng cắm sừng tao với bà đó. Bởi chưa mới quen bà làm tao sợ ấy. Đây éo tỉ nhá. Bà kêu heo ra nói chuyện.